Chào anh em, hôm nay mình lên clip tiếp ha. Hôm nay mình có mấy cái máy lên cho anh em tham khảo. Anh em thấy ưng ý cái cây nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần mô tả. Đầu tiên mình xin cảm ơn những anh em đã mua đồ máy bên kênh của mình rất là cảm ơn. Anh em nào chưa có đăng ký thì đăng ký kênh của mình ủng hộ nên cho mình có tinh thần lên clip thường xuyên hơn. Thôi bây giờ mình vô luôn nha. Đầu tiên là một cây cắt tiren. Cây cắt tiren nha các bạn. Đây. Mà hình em nói đây. Cây cắt tiren. Đây. Nó còn móc đeo gì nữa đây. Cắt cho các bạn thấy rồi, xem luôn nha, cắt rồi cắt luôn. Chết luôn các bạn. Rồi, cắt cốp cốp luôn. Điện 100 nha các bạn. Máy cắt tiren. Cây số 1. Cái số 1 đây các bạn. 800. Cái cây số 2 là cây máy mài. Máy mài gốc Ryobi. Đây ngoài hình em nói đây. Chưa tắt. Đây các bạn. Chạy rất là ok các bạn. Máy gốc Ryobi cây số 2. $350k nha các bạn. Cái số 2. Cái số 3 cũng là một cây mài gốc. Mài gốc Hitachi. Đây. Cái miếng đá bố gì nó còn dính trong đây, nó còn tựa lưa nè. Cây số 3, Hitachi. $350k nha các bạn. Cái cây số 4 cũng một cây mài gốc Hitachi. Nhưng mà này nó có tốc độ nha các bạn. Đây, cái này nó có tốc độ đây. Có tốc độ. Đấy. Bắt đầu mình lên nè. Đó. Đó, nó có 6 cấp nha các bạn. Nó có 6 cấp tốc độ. Mình muốn lên chơi cỡ nào thì lên chơi đó. Đấy, cây số 4. Cây số 4 700 nha các bạn. Cái số 5 là một cây khoan. Cái khoan Hiti. Đây. Cái khoan Hiti và anh em nói đây. Cái khoan Hiti. Đây. Đây các bạn. Đây, ngoài hình em nói đây.
này là phân thường nè, phân sắt, phân gỗ nè các bạn. Còn muốn phân bê tông thì qua cái dặn cái có tiếng búa liền, có tiếng búa nè các bạn. Số 5 cho bố. Cái số 5 đi. Mình không biết cái số mấy, cái số 5. 700k. Cái số 5, 700. Cái cây số 6 là cũng một cây PT. Cây hi ti nó cũng ná ná như cây nãy vậy các bạn ơi. Đây cây hi ti nó đây, đây ngoài hình em nó đây, cây hi ti đây. Cái đó là phân búa nhẹ nha các bạn, còn búa mạnh này bên đây nữa, nó còn có cái búa, có cấp búa mạnh nữa các bạn. Đấy. Đấy, búa của nó ghê, nó có hai cấp nè các bạn, hai cấp 1 nè. Phân thường nè, cái này phân thường. Phan thường có 2 cấp, phan tường có 2 cấp, phan sắt, phan gỗ thì nó có cấp 1, cấp 2, phan tường thì nó có là tường nhẹ, tường nặng, nó hay chỗ đó các bạn. Cây số 6. Cây số 6 700 nha các bạn. Cây số 7 là một cây vít. Đây một con vít Makita. Vít Makita đây. Mà hình em nó đây. Đây các bạn. Bình thường vậy là nó không có lăn nha các bạn. Nè nhấn xuống nó mới lăn nha. Nhấn xuống nó mới lăn. Nhấn xuống nó mới lần. Nhấn xuống nó mới lần nè các bạn. Chứ bình thường vậy là nó không lần nè. Mình nhấn vô nó mới lần. Khi mình chạy gì mình nhấn vô vậy trong ấy thì nó mới lần. Đó. Hư tủ mình luôn. Cái số 7. Cây số 7 500 nha các bạn. Cây số 7 500. Ở đây nè. Cây số 8 là một cây cưa. Một cây cưa đây. Lưỡi của nó đây các bạn. Răng là còn nguyên luôn nha các bạn. Răng còn nguyên luôn á. Không có hư răng nào hết trơn á. Cái model của nó mình hết thấy rồi các bạn ơi. Này xài lưỡi 106 nè các bạn.
Tấm 6 có nghiêng đồ đầy đủ nha, có nghiêng, có cao thấp. Mình vô luôn. Rồi. Cây số 8. Cây số 8 450k. Cây số 9. Đây, lưỡi của nó đây các bạn. Không có hư răng nào hết trơn nha các bạn ơi. Hitachi. Cái lưỡi nó còn có cái ký Hitachi luôn nè các bạn. Nè. Hitachi luôn á. Sáu trăm bảy chục quát, 100 gôn. Lưỡi nó một lưỡi 165. Rồi mình vô luôn nha. Có nghiêng, nghiêng cao thấp đầy đủ nha các bạn. Để sắt. Đây. Cây số 9. Bốn trăm năm mươi k nha các bạn. Cắt đúng cây số. Cây số 10 là một cái nhắm tăng. Đây, nhắm tăng. Đây. Nó đây. Dữ dội. Đây, để mình coi thông số của nó coi. Một trăm vôn. Một ngàn năm mươi watt. Trời ơi, 1050 watt nha các bạn. Dữ thiệt. Nó 76. 76 là 533 mm. Là nó được chiều ngang nó được 7/6, gần 8 phân đó. 8 phân với chiều dài của nó là, chiều vòng tròn của nó là 533. Đây. Makita nha các bạn. Nhắm tăng này Makita. Cây số 10. Một triệu nha các bạn. Cây số 10 một triệu nha các bạn. Một triệu. Số 11. Đây. Cái số 11 là một cái cưa. Đây. Thêm trong số nữa. Lưỡi đâu còn ngon lành luôn đó các bạn. Không có hư một cái răng nào hết trơn. Có nghiêng cao thấp đầy đủ nha, để sắt nha các bạn. Đây là Makita nha các bạn. Lưỡi của nó từ 185 đến 190 nha các bạn.
trong khu vực đó là mình muốn gắn lưỡi bao nhiêu cũng được, từ 185 đến 190. Quát của nó mình không thấy. Tám trăm chín mươi quát đúng thiệt. Đây số 11 Makita nha các bạn, số 11 450 nha các bạn. Đây số 12 đây số 12 một cây Hitachi. Hitachi coi. C7B. 1050W. Lưỡi của nó từ 180 đến 190. Điện 100. Đây, lưỡi của nó đây, các bạn tham khảo. Đây. Cây số 12 cây số 12 500 nha các bạn. Đây cây số 12 500 số 12 500 cây số 13 xem model của nó đây, Hitachi, đây lưỡi của nó đây, không có hư răng nào hết trơn các bạn ơi, mình mua mình cũng lựa dữ lắm các bạn, mình mua mình cũng lựa lưỡi cho sáng mà lưỡi còn nguyên trơn mình cũng lựa cực dữ lắm, đây có nghiêng đầy đủ nha các bạn, nghiêng cao thấp đầy đủ nha, đế nhôm nè. Số mấy là 13 như cái số 14 cái số 13 cái này cái 13 500 nha các bạn, cái số 13 500 nha, số 13 500 cái số 14 là một cây cắt sắt lưỡi hợp kim, cắt sắt lưỡi hợp kim nha các bạn. Đây cắt sắt lưỡi hợp kim, đây mình lấy lên cho các bạn xem, các bạn thấy rành không, nó hơi phức hả các bạn. Đây là răng là còn nguyên luôn đó các bạn, cắt sắt lưỡi hợp kim còn nguyên luôn, Shinawa mình coi công suất của nó coi,
1300W nha các bạn, quá mạnh luôn rồi, nó tới 1.300 lần á, 1.300W điện 100V. Lưỡi của nó là lưỡi là 180, lưỡi này 180 nha các bạn. Rồi, quá dữ, 1.300 lần, dữ rồi đây. Hay. Thôi mình thử cái thôi, cái ống áp mình cũng hơi yếu, cái này tới 1.300 dữ lắm, nhấp cái được rồi. Số 14 cái số 14 cái cắt sắt này 750k nha các bạn, 750k. Đây mình có một số ổ điện đây các bạn, số ổ điện này nó rất hay cái chỗ là mình chặn về nè các bạn, nè mình ghim vô đó, nó kêu một cái cạch là nó không có sức nha các bạn, nó không có sức nè, dính luôn nè, muốn lấy ra là phải dặn trở lại đó, nó không có sức dặn đâu qua, ổ nào cũng vậy trên á các bạn, nó là như vậy đó. Bạn nào có nhu cầu thì alo mình, một cặp như vậy nè, này là hai cái một cặp như vậy 150, đây vậy là 150, như vậy là 150, có dây 300, một cặp 150 nha các bạn. Đây, hôm nay mình có nhiều máy à anh em tham khảo rồi, coi cái nào được alo mình, số điện thoại mình ở dưới á. Thôi cảm ơn anh em, chào anh em nha, hẹn gặp lại giúp sau, ngày mai cho mình lên clip pin.